Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Bảohiemmoi.com, đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc, 714-251-1206. Như Huyền Anh Tuấn xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình trực tiếp Cà Phê Sáng được phát đi từ studio của Leader Sài Gòn TV. Và ngày hôm nay, ngày 3 tây tháng 11, cũng là ngày thứ 6 trong tuần. Chào chị Như Huyền. Good morning Tuấn, Happy Friday, kính chào quý vị. Hôm nay là dự báo thời tiết hiện tại, bây giờ là 7 giờ sáng bên ngoài và nhiệt độ bên ngoài là 57 độ. Thưa quý vị, và ngày hôm nay vào buổi sáng trời rất có nhiều mây và mưa rải rác vài nơi và nhiệt độ cao nhất là 71 độ và thấp nhất là 57 độ. Mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 12 sáng và mặt trời lặn vào 7 giờ 12 tối. Và nhiệt độ vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất là 71 độ và thấp nhất là 69 độ. Và ngày thứ Chủ nhật, thứ Bảy, Chủ nhật thứ Hai trời sẽ mưa rải rác nhiều nơi và trời hơi lạnh, thưa quý vị. Và dường như chị Nhi Huyền rất là nóng lòng đến với bản tin về thời tiết vào buổi sáng ngày hôm nay. Bởi vì thời tiết trong khoảng thời gian này nó khó dự đoán lắm. Bởi tối hôm qua, những quý vị nào đang ở Nam California, quý vị thấy tự nhiên có một cơn mưa bất chợt. Yeah. Làm cho lòng người cũng bất chợt theo đó. Nhưng cái cảm giác mà cái độ ẩm trong không khí nó tăng cao, có khi lên tới hơn 75%, bởi vì có mưa mà. Yeah. Nó làm cho chúng ta sảng khoái hơn mỗi khi thức dậy, hơn là lúc trời nóng, phải không ạ? Vậy là Tuấn thích trời, cũng như trời mát hơn rất là nhiều, chứ không có bị lạnh, cũng không lạnh mà cũng không nóng lắm. Trời âm u như thế này. Yeah. Và trời âm u như thế này quý vị, nhưng đừng có mưa quý vị nhé. Bởi vì bất kỳ một cơn mưa nào đó đổ xuống Nam California hay toàn nước Mỹ hay cả thế giới trong cái khoảnh khắc này sẽ làm ảnh hưởng cho những ai đang đứng bên ngoài các cửa hàng Apple Store. Yeah. Bắt đầu từ vài ngày trước cho tới tận sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Bởi lẽ chúng tôi muốn nói tới công ty Apple, muốn nói tới thế hệ phone mới Apple iPhone 10. Bởi vì đây là một cái sức hút mà đến nỗi mà ở ngay tại Saco Plaza, tức là nơi mà chúng tôi đang ở, có Apple Store gần nhất, hay những cái cửa hàng Apple Store đó có trên dưới vài ngàn người đứng chờ ở bên ngoài, thưa chị. Và họ đã đứng chờ quay như là gần cả 2 tiếng đồng hồ từ tối đêm hôm qua cho tới hôm nay, phải ông Tuấn? Dạ vâng. Và coi như Apple có những cái đặc điểm gì mà bao nhiêu người đứng chờ dài vậy Tuấn? Đầu tiên mà khi quý vị thấy chúng tôi đưa bản tin này, nhưng cả hai chị em đều không đưa bản tin ở ngay tại cửa hàng Apple. Yeah. Đồng nghĩa với việc là chúng ta không phải là những tín đồ mà có thể chờ dài hàng đêm để mua những chiếc iPhone với giá cực kỳ đắt. Để có thể đem ra chiếc điện thoại mà có thể là quý vị có tiền cũng không mua được, bởi vì nó giới sản xuất với một cách rất là giới hạn, sẽ lên tới gần $1,300, thưa quý vị. iPhone 10 có những đặc điểm. Thứ nhất đó là cái Face ID. Nếu như quý vị trước đây phải dùng cái công nghệ bảo mật bằng vân tay Touch ID, thì bây giờ quý vị không cần dùng bảo mật vân tay nữa, mà chính Apple iPhone sẽ sử dụng chính khuôn mặt của chúng ta để mở khóa mỗi khi chúng ta nhìn vào. Và trong lúc đó thì coi như là Apple cũng coi như là cái kích thước vẫn bằng như là Apple, như là iPhone 6S, đúng không? Đúng. Nhưng mà cái màn hình sẽ rộng hơn, thưa quý vị. Dạ. Một trong những điểm đặc biệt nữa của Apple iPhone 10 đó là công nghệ sạc điện thoại không dây. Yeah. Nhưng là dĩ nhiên cái dock, cái adapter vẫn phải cắm điện. Nhưng khi mà quý vị đi vào đó, vì về nhà quý vị không cần phải đi lục tung những cái đầu cắm, mà chỉ cần để nó trên bàn. Và cái bàn đó nó có dính điện và có cắm điện. Bởi vì không có thiết bị nào không cắm điện mà có điện hết. Tới một lúc nào đó mà coi như gọi là wireless, nhưng mà cái wireless đó không cần phải cắm điện thì mới gọi là wireless. Quý vị, that's right, Tống. Dạ vâng. Tuy nhiên đó quý vị, ở Mỹ, mặc dù là quê hương của chiếc Apple iPhone 10, quý vị đang thấy đó là những hình ảnh của bên phía các phóng viên ở ngay tại New York,
cũng như là ở San Francisco cho biết rằng bắt đầu từ những đầu giờ sáng, các nhân viên của Apple đã phải thức dậy rất sớm, đã phải chuẩn bị guideline, chuẩn bị những cái hàng line. Và điểm đặc biệt đó là họ chuẩn bị nước uống, nè, đồ ăn vặt nè, wow, cho những người đi chờ. That's bởi vì nice. Uh-huh. 3 năm trước, lúc chưa làm cà phê sáng, uh-huh, thì Tuấn là người đứng ở trong cái line đó. Tuấn. Và lúc đó người ta quay nhà Apple cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng, nước uống cho everybody. Đồ ăn, ví dụ như cookie nè, nước uống nè, nước trái cây nè. Những cái đơn giản như vậy thôi. Đứng chờ từ 1 giờ sáng vào ngày hôm đó cho tới 6 giờ rưỡi sáng mới được đi vào. Vậy Tuấn cũng là một những người coi như là craving, coi như là Apple. 3 năm trước mình thử cảm giác chị. Mình thử ra những người đứng sau này mình biết cảm giác hết rồi. Và cho đến lúc mà được đi vào, nhưng cuối cùng phải ra về tay trắng. Đa phần là vậy. Không còn. Không còn thưa quý vị. Nhưng mà nó hôm nay cũng là pre-order, right? Đã pre-order vào ngày 27 tháng 10 trước đó. Mà bây giờ hôm nay có nghĩa là, thí dụ như chính quý vị muốn chiếc iPhone này, thì quý vị phải lên trên online. Nhưng chỉ có cho 5 phút thôi. Tại vì sau 5 phút là đã bán hết hàng. Wow. Đúng 12 giờ 1 phút của ngày 27 tháng 10. Wow. Chỉ pre-order bấm vào liên tục. Tức là quý vị phải bấm liên tục, đừng có suy nghĩ. Suy nghĩ là quý vị mất liền. Mua ngay. Dạ, phải pre-order. Và tới đó quý vị thậm chí phải guideline thêm 1 tiếng đồng hồ để chờ mình được nhận chiếc iPhone nữa. Mà cái giá của nó là bao nhiêu Tuấn? Nếu như mà ra khỏi cửa đó, phiên bản cao nhất là $1,300 tính luôn thuế. Và phiên bản thấp nhất là $1,100 tính luôn thuế. Tức là nếu mà mua coi như với cái memory là 128GB. 64GB và 256GB. So, năm nay không có 128. Không có 128. Là 64 là cao nhất, là 1,300. Và cũng vì cái số tiền mà mua iPhone nó cao đến như vậy nên sáng ngày hôm nay, Apple và cũng giống như cổ phiếu của Apple đã đạt tới mức kỷ lục thưa quý vị. Những dự đoán của bên phía các giới bình luận kinh tế, họ nói rằng có thể Apple sẽ là công ty có giá trị vốn hóa 1.000 tỷ đô la đầu tiên trên toàn thế giới. Và con đường chinh phục cái mốc cực điểm này đang dần dần đến với Apple nói chung, cũng như là tổng giám đốc điều hành ông Tim Cook nói riêng. Cổ phiếu của Apple vào sáng ngày hôm nay đã tăng tới mức $172.43 và tiếp tục còn tăng nữa từ đây cho đến hết ngày này, lên tới và đem cái giá trị vốn hóa của công ty lên tới $900 tỷ. Chính là cũng nhờ iPhone 10. Come out mà coi như là cổ phiếu của Apple đã coi như là tăng rất nhiều. Cái đó là tin mừng cho những ai chơi stock. Chị thấy không? Nãy mới vừa nói là và bắt đầu có lên có xuống, nhưng tăng ngày hôm nay lên tới 2%. Và chúng ta được biết Apple có một lượng tiền mặt có sẵn trong công ty lên tới gần 200 tỷ đô la mà không biết phải tiêu như thế nào. Một lượng tiền mặt như vậy nên quý vị thấy được sự khổng lồ của Apple, như thế nào. Chúc mừng những quý vị nào chơi stock. Sở hữu chơi stock là của chị Như Hiền, tại vì chị cho chúng tôi biết là có rất nhiều stock của Apple. Chúc mừng chị và chúc mừng cho những ai đã sở hữu chiếc iPhone 10 ngày hôm nay. Nhưng mà khi chơi stock mình không bán thì nó vẫn coi như là đứng yên vậy quý vị. Từ khi nào mình bán ra thì mình mới có lời và lỗ. Về vấn đề thuế của bên phía Đảng Cộng Hòa, không biết rằng ngày hôm qua khi mà bên phía các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã đưa ra về các dự luật thuế về việc sẽ tăng giảm về các phần trăm của việc các công ty doanh nghiệp cũng như là các doanh nghiệp thuế cá nhân, thì biết là chuyện này xảy ra như thế nào? Theo dự luật công bố vào hôm thứ Năm của Đảng Cộng Hòa, Hạ viện đã công bố dự luật thuế mới, và cái loại thuế này được gọi là Tax Cuts Job Act, với mục tiêu đơn giản hóa luật thuế và giảm bớt thuế doanh nghiệp. Và giảm thuế, cái phần thứ nhất đó là giảm thuế cho những hộ gia đình. Dự luật sẽ giảm số lượng với nhóm đối tượng đánh thuế từ 7 nhóm xuống 4 nhóm, 12, 25, 35 và cao nhất là 39.6%. Và cái phần thứ hai đó là tăng tiền khấu trừ thuế cho con nhỏ. Như là hiện tại, tăng tiền khấu trừ thuế cho con nhỏ từ 1.000 tăng lên tới 1.600 Mỹ Kim, và những người có sống phụ thuộc vào con cái thể được coi như là tiền khấu trừ thuế là $300 Mỹ Kim. Và loại trừ thuế tiểu bang địa phương, thì cái loại trừ thuế tiểu bang địa phương này sẽ giúp cho những tiểu bang như là California, Washington và Illinois, và tạo ra mục đánh thuế cho những công ty doanh nghiệp tư nhân, đó là những công ty coi như là những cái owner, thì giá thuế mới sẽ là 25%.
và giảm thuế cho những công ty doanh nghiệp, đây là tin mừng, cho những giảm thuế công ty doanh nghiệp là từ 35% cho xuống 20%. Và cái điều thứ 6 đó là dự luật Đảng Cộng Hòa sẽ hủy bỏ thuế thừa kế vào năm 2024. Tức là quý vị nào mà có thừa kế tài sản từ những ông cha để lại rất là nhiều thì không bị đánh thuế nữa. Còn các quy định về tiền tiết kiệm, nghỉ hưu, 401k không có gì thay đổi cả. Và như vậy dự luật thuế đã được đưa ra sau hàng tháng liền tranh cãi giữa các nhà lập pháp của chính Đảng Cộng Hòa và cả lưỡng đảng. Tuy được đưa ra với sự đồng thuận của bên phía Chủ tịch Hạ viện đó là ông Paul Ryan, tuy nhiên thì theo những dự đoán thì vẫn có nhiều những nhà lập pháp bên phía Đảng Cộng Hòa vẫn sẽ tranh cãi về cái dự luật thuế này, nhất là về thuế doanh nghiệp và thuế gọi là death tax, tức là cái thuế đánh thuế vào chuyện mà chuyển nhượng tài sản cho con cái. Và cũng như là người ta đặt ra câu hỏi rằng sẽ những người thuộc tầng lớp siêu giàu, tức là những người có cái số thu nhập lên tới con số là trên 2 triệu đô la mỗi năm sẽ được hưởng lợi như thế nào? Và liệu cái dự luật thuế đặc của Đảng Cộng Hòa là có lợi cho người siêu giàu hay chỉ thực sự là một sự cải tổ mà theo yêu cầu của phía Tổng thống Donald Trump? Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán thính giả ngay sau ít phút quảng cáo thương mại để biết được rằng bên phía Bộ Lao động đã đưa ra cái con số về tỷ lệ thất nghiệp và số công ăn việc làm đã được mới đưa ra vào sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi.